Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tiếp phần thứ 2 của tác phẩm Nói chuyện với nhân dân thủ đô về thành công của đại hội lần thứ 21 Đảng Cộng sản Liên Xô. Tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 79. Phần thứ 2 của tác phẩm như sau. Với tinh thần phấn khởi chung và sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước anh em, Liên Xô xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ khuyến khích các nước anh em cũng tiến mạnh, tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội. Thí dụ, so với năm 1957 thì tổng sản lượng công nghiệp của Ba Lan tăng 9,5%, Cộng hòa Dân chủ Đức tăng 10,9%, Bulgaria tăng 16%, Albania tăng 20%, Trung Quốc tăng 65%, v.v. Với đà phát triển nhanh chóng ấy, từ năm 1958, phe xã hội chủ nghĩa mới chiếm 1/3 tổng sản lượng về công nghiệp toàn thế giới, mà đến năm 1965 sẽ chiếm hơn 50%. Thế là chủ nghĩa xã hội thắng chủ nghĩa tư bản một cách quyết định. Liên Xô thực hiện chủ nghĩa cộng sản, các nước anh em khác thực hiện chủ nghĩa xã hội, thì lực lượng hòa bình càng thêm mạnh. Lúc đó, phe đế quốc sẽ thấy rằng chiến tranh chống phe ta là một việc rất khó khăn, và nếu chúng điên cuồng mà gây chiến tranh thì chúng sẽ bị tiêu diệt. Tuy vậy, hễ còn chủ nghĩa đế quốc thì nguy cơ chiến tranh vẫn còn. Cho nên chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và đề phòng, quyết không được chủ quan khinh địch. Kế hoạch 7 năm của Liên Xô sẽ khuyến khích các dân tộc Á Phi giành tự do, độc lập, vì càng ngày họ càng thấy rõ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là những người bạn trung thành, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ họ chống thực dân đế quốc. Đồng thời cũng khuyến khích giai cấp công nhân ở các nước tư bản hăng hái đấu tranh và thống nhất hành động, vì họ thấy đời sống tươi vui hiện tại của nhân dân Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa sẽ là đời sống của họ sau này. Cuối cùng, đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ rất quan trọng của công đoàn và đoàn thanh niên cộng sản Liên Xô trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch 7 năm. Nói tóm lại, những đặc điểm nổi bật trong đại hội là Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô quyết tâm xây dựng thắng lợi chủ nghĩa cộng sản, bảo vệ hòa bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hòa bình, và Liên Xô cùng các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đoàn kết nhất trí tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Cuộc thách thi đua xây dựng kinh tế hòa bình giữa hai chế độ và ý chí kiên quyết của Liên Xô vượt quá Mỹ đã làm rung động cả thế giới, nhất là nước Mỹ. Chúng ta còn nhớ rằng khi Liên Xô đặt kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, các báo chí và chính khách tư sản phương Tây đều chế giễu và cho đó là không tưởng và nhất định thất bại. Nhưng ngày nay, thái độ họ đã khác hẳn. Họ buộc phải thừa nhận rằng kế hoạch 7 năm của Liên Xô sẽ thành công. Các chính khách Mỹ nói, sự phát triển của Nga đã vượt quá và sẽ tiếp tục vượt quá sự phát triển của Mỹ. Để tự an ủi, một nhóm người kinh tế học Mỹ nói, cách tính toán con số chỉ tiêu của Mỹ đã cũ kỹ rồi, cần phải sửa lại để tăng gia sản lượng công nghiệp của Mỹ, như thế để có thể ngăn trở Liên Xô đuổi kịp Mỹ. Người bình luận của hãng thông tấn Mỹ viết, cái cảm giác ưu thế của phương Tây đã đi mất rồi, không trở lại nữa. Thế cho cảm giác đó là lòng lo âu và tự phê bình. Công phu 10 năm đã đưa lại cho nước Nga lòng tự tin và sự thành công. Tờ báo Tư sản Mỹ Cộng hòa mới viết, Liên Xô chọn kinh tế làm chiến trường. Trên chiến trường ấy, chủ nghĩa cộng sản sẽ thắng lợi. Đối với hàng trăm triệu người, cách sinh sống của cộng sản đã có sức hấp dẫn hơn cách sinh sống của người Mỹ chúng ta. Báo Khoa học Công giáo Mỹ viết, kế hoạch 7 năm của Liên Xô là một kế hoạch mạnh dạn nhất và vĩ đại nhất xưa nay chưa từng có. Nó làm cho thế giới vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Tờ Đủ Ước Thời báo viết, trong cuộc thi đua kinh tế, Liên Xô có thể đuổi kịp Mỹ trước khi các chuyên gia Mỹ trả lời được câu hỏi vì sao kinh tế Liên Xô cứ tiến lên và kinh tế Mỹ cứ phục lại. Tôi chỉ tóm tắt trích một số báo tư sản Mỹ, vì Mỹ là trùm tư bản đế quốc
và Liên Xô thắng Mỹ, tức là thắng cả phe Tư Bản Đế Quốc. Một điểm quan trọng nữa cần nêu lên, cần nêu là trong kế hoạch 7 năm, số công nhân và nhân viên Liên Xô sẽ tăng thêm 12 triệu người. Thì ở Mỹ hôm 10 tháng 2, Tổng thống Mỹ đã phải nhận Mỹ có gần 5 triệu người thất nghiệp hoàn toàn. Đó là số người thất nghiệp nhiều nhất từ ngày kinh tế khủng hoảng bắt đầu ở Mỹ vào hồi tháng 4 năm 1958. Trong đại hội, nhiều đồng chí Liên Xô và đại biểu các đảng anh em đều thân ái gửi lời chúc đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 3 năm. Chúng tôi đã hứa với các đồng chí rằng học tập tinh thần và nghị lực của Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô xây dựng chủ nghĩa cộng sản và nhân dân các nước anh em xây dựng chủ nghĩa xã hội. Toàn đảng và toàn dân ta nhất định cố gắng đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày xong phần thứ hai của tác phẩm Nói chuyện với nhân dân thủ đô về thành công của đại hội lần thứ 21 Đảng Cộng sản Liên Xô. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 79, được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào tối ngày 19 tháng 2 năm 1959, được đăng trên báo Nhân dân số 1803 ngày 20 tháng 2 năm 1959. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.